Thì có một thực tế rằng ấy, phần đông tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ, kể cả những anh chị đang rất là thành công với nghề này, đều có suy nghĩ như vậy trước khi mà vào làm tại các công ty bảo hiểm. Và ở các lĩnh vực khác thì tôi thấy cũng có những cái tình huống tương tự như thế. Thế nhưng trong cuộc sống thì tôi muốn chia sẻ với bạn như thế này. Thực ra điểm số chưa chắc nó đã quyết định số phận của bạn. Và bằng cấp ấy, thì cũng không hẳn sẽ tạo nên đẳng cấp của một con người. Yếu tố quan trọng đầu tiên ấy, để giúp cho chúng ta thành công đó chính là sự chăm chỉ, nỗ lực và kiên trì. Trong ngành bảo hiểm có rất nhiều anh chị xuất phát điểm rất bình thường nhưng mà lại trở nên rất là xuất sắc và thay đổi được cuộc đời mình theo chiều hướng tốt đẹp khi trở thành tư vấn viên bảo hiểm. Nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ không dành cho người giỏi mà dành cho người chăm chỉ. Thế cho nên là bạn cứ chăm chỉ đi rồi bạn sẽ giỏi. À mà kể cũng lạ, bạn đang được chia sẻ để trở thành tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ, chứ ai đã bảo bạn phải đi gặp khách hàng để tư vấn ngay bây giờ đâu mà bạn sợ không có khả năng. Hơn nữa là các công ty bảo hiểm ấy thì đều sẽ có những khóa đào tạo kiến thức từ cơ bản đến nâng cao cũng như là huấn luyện kỹ năng để mà giúp bạn tự tin hơn khi đi gặp gỡ khách hàng. Và một điều hết sức thuận lợi rằng là trong những tháng đầu tiên khởi nghiệp, khi bạn còn là một tư vấn mới thì người quản lý của bạn sẽ trực tiếp hỗ trợ cho bạn khi mà đi gặp khách hàng và khi tư vấn cho khách hàng để họ tham gia các cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Ở các văn phòng của các công ty bảo hiểm thì hàng tuần hàng tháng đều có rất nhiều những cái hội thảo khách hàng để bạn được mời khách hàng đến và công ty sẽ cử người đứng ra thuyết trình tư vấn tập thể cho khách hàng, hỗ trợ giúp cho bạn có được hợp đồng bảo hiểm với khách hàng. Trong cuộc sống, chẳng ai sinh ra mà đã có thể giỏi một việc hay là thành thạo một nghề nghiệp nào đó. Nhưng mà nếu như cứ làm thì chăm hay rồi tay sẽ quen.